Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Muôn Mặt Đời Sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Văn hóa mù cưới. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến thăm làng Mành, thôn Đa Quang, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ trong mục Chuyện làng quê. Mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Lê Thị Lý, thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, nhiệt tình tham gia công tác xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Vào mùa cưới, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để dựng rạp đám cưới diễn ra khá phổ biến. Điều này không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Phản ánh tại thành phố Hưng Yên. Đây là hình ảnh một đám cưới được tổ chức trên đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi. Rạp cưới không chỉ lấn tới một nửa đường mà xe của khách đến dự đám cưới cũng đều để dưới lòng đường như thế này. Còn đây là một đám cưới trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Yên Nam. Có lẽ vì đường rộng nên rạp cưới thì lấn xuống lòng đường. Khách đến dự cũng vô tư đi lại như thế này. Trong khi đây là trục đường chính, gần đèn xanh đèn đỏ, phương tiện giao thông đông đúc. Rạp cưới lấn đường diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường của thành phố Hưng Yên mỗi khi đến mùa cưới. Trên địa bàn thành phố nói chung ấy thì vẫn có những trường hợp là bắt rạp xuống lòng đường, nhất là những cái địa phận gần ngã ba ngã tư đường rất nguy hiểm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và rất dễ gây tai nạn. Thậm chí có những cái rạp đám cưới mình đi rồi đấy, thế nhưng mà ngồi mà ăn cỗ thì rất là lo lắng. Đường Nguyễn Huệ trên kia, lòng đường người ta như thế, nhưng mà tôi thấy là coi như là người ta bắt rạp gần như là kín, kể cả đường Nguyễn Trãi. Thế và đồng thời cái đường bãi sậy đằng kia cũng thế, đường trong thành định thế thôi. Có công có việc người ta bắt hết cả xuống dưới đường. Ngay vừa rồi đây tôi đi vào cái đường xong lại đồng đấy như thế này, coi như giảm người ta kín hết. Tôi thấy rất ảnh hưởng đến cái vấn đề giao thông. Cái thứ hai là bức xúc cho những cái người dân người ta đi lại. Với tâm lý đám cưới là việc vui, cả đời họ mới tổ chức 1 đến 2 lần, nên biết là cản trở giao thông là chưa tuân thủ pháp luật, nên hầu như các địa phương đều giải quyết trên tinh thần thuyết phục, khuyến cáo và nhắc nhở, chưa mạnh tay xử phạt để làm gương. Cái việc thực hiện của các hộ dân cũng có những trường hợp thực hiện rất tốt, thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà họ cũng chưa thực hiện tốt, cũng chưa nghiêm túc. Do cái nhận thức ý, người ta cứ nghĩ đơn giản là cái việc là cả đời con người ta cưới một lần, cho nên là người ta không thực hiện tốt được cái quy định. Trong cái thời gian tới đây thì sẽ có những các cái biện pháp răn đe là cứng rắn hơn. Thực tế thì việc dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường là nguyên nhân xảy ra rất nhiều tai nạn đáng tiếc tại một số địa phương. Đây chính là lời cảnh báo cho hậu quả của thực trạng này. Theo Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định, nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Mùa cưới là mùa vui, mùa hạnh phúc của những đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Thế nhưng bên cạnh niềm vui trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người, vẫn còn đâu đó không ít tiếng thở dài. Bởi trong thời buổi bão giá, nhà nhà lo lắng cắt giảm chi tiêu, đám cưới tiếp nối liên tục khiến không ít người phải thở dài. Alo, chị Oanh ạ. À, Liên à. Đến thứ bảy tuần tới này thì là em lập gia đình, thì em trân trọng mời chị đến sự cuộc thân mật với gia đình em nhé. Mấy tháng vừa qua, những cuộc gọi mời cưới như thế này khá nhiều đối với chị Vũ Phương Oanh ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Có những tuần chị phải chạy xô 3-4 đám cưới. Trong khi nghề làm dịch vụ, việc đóng cửa thường xuyên ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của cửa hàng. Đám cưới đến cùng một lúc nhiều quá, trong một tháng đấy thì sắp xếp nó sẽ hơi khó một chút về kinh tế. Vì là nhiều khi như bọn em làm dịch vụ như này thì cũng có thể là cũng đỡ hơn một số người làm công nhân gì đấy, họ có mức lương của họ thấp chẳng hạn, thì với cái mùa cưới này thì chắc là nỗi lo của họ cũng khá lớn hơn hộ em. Kinh tế khó khăn nên việc chuẩn bị khoản tiền mừng cưới cũng làm ông Nguyễn Duy Hiển ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên chóng mặt. Bởi ông Hiển là người tự do, lương tháng cũng chỉ 5-6 triệu, trong khi thời bão giá, cái gì cũng đắt đỏ, chi tiêu sinh hoạt tằn tiện mới đủ. Thế nhưng, cứ liên tục nhận được thiệp mời đám cưới, khiến ông không khỏi thở dài. Là chúng tôi cứ ngày 3 đám, thì
có khi về tối hôm nay đến mừng một đám, thế còn ngày mai vợ một đám, chồng một đám đi. Nên là bây giờ cưới hỏi nhiều các cháu, đùng cái nó cưới xin đi vay đi mượn. Thế năm nào cũng thế, phải hà tiện. Đây là tình trạng chung của nhiều gia đình, nhất là ở những vùng quê. Vẫn biết rằng những tấm thiệp mời cùng chiếc phong bì đi kèm là thể hiện tình cảm giao lưu qua lại. Nhưng nếu như các đám cưới được tổ chức đơn giản, tiết kiệm theo kiểu nếp sống mới, ít cỗ bàn, thì có lẽ khi đi đám cưới, nhiều người sẽ không còn phải chăn trở khoản nặng của phong bì và mùa cưới cũng không trở thành nỗi lo. Trước những rủi ro khi dựng rạp cưới ven đường, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới. Trong đó, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã triển khai và nhân rộng mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa. Gia đình bà Hoàng Thị Thanh Hương là một trong những hộ rất nhiệt tình hưởng ứng mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa khu phố Cao Xá. Mặc dù nhà bà khá khang trang, phía trước lại có đường nhựa rộng 14 mét. Hai cháu gái thì tôi cũng đã nhờ cái hội trường của thôn để tổ chức cái lễ cưới cho cháu là rất là thuận lợi, đảm bảo được cái an toàn giao thông này, thế rồi đảm bảo được về thời tiết. Đấy, dù là mưa hay nắng hay gió thì khách ngồi ăn cũng mình cũng cảm thấy rất là yên tâm. Giống như gia đình bà Hương, ông Lã Ngọc Điệp cũng tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Thay vì tận dụng mặt đường rộng rãi để bắt giạp cưới tại nhà, ông Điệp đã tổ chức đám cưới cho con trai mình tại nhà văn hóa. Tôi thì có hai cháu. Cháu lớn thì xây dựng gia đình thì đã tổ chức ở nhà văn hóa thôn rồi. Thế còn cháu thứ hai thì hiện tại cháu vẫn đang đi học. Thế thì sau này mà đến cái tuổi mà các cháu mà xây dựng gia đình thì chắc chắn gia đình tôi cũng lại nhà thôn để tổ chức ngoài đấy. Mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa đã được khu phố Cao Xá triển khai từ năm 2019. Qua 2 năm ảnh hưởng của Covid-19, mọi hoạt động tập trung đông người đều bị hạn chế. Thì đến nay đã có 10 hộ gia đình hưởng ứng mô hình. Tuyên truyền cho nhân dân đến đây làm thì nó có lợi cái gì và cái gì là nó bất lợi. Thế thì ở đây thì đã có ghế nhiều, bà con chỉ có thuê bàn các thứ vào. Mà đưa vào đây thì là đảm bảo được cái an ninh và đảm bảo được cái an toàn giao thông và con không phải mắc ra đường. Sau khi làm xong thì có cái tổ vệ sinh môi trường, người ta sẽ thu gom tất cả những cái đồ thải người ta chuyển ra vị trí. Vừa rồi thì cũng có khu phố Đằng Châu thì cũng có nhà văn hóa mới thì cũng có rất nhiều hộ là cũng tổ chức đám cưới là tại hội trường của khu phố Đằng Châu. Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ quyết tâm triển khai là làm sao đảm bảo là đám cưới là tổ chức nhà văn hóa, không để tình trạng là bác giặc ra lòng lề đường. Những mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa hay đám cưới tiết kiệm sẽ góp phần không nhỏ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cũng như đưa thành phố Hưng Yên sớm đạt được mục tiêu đô thị loại 2. Mảnh cuông chiều hới. Vâng, thưa quý vị, mảnh cuông trong câu ca xưa chính là nhắc tới làng nghề truyền thống làm mảnh tại làng Cuông xưa, nay thuộc thôn Đa Quang, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Gần 90 tuổi, cụ Lương Thị Hiệu vẫn ngày ngày đan mảnh. Cũng như nhiều người dân nơi đây, cụ Hiệu không nhớ nổi nghề làm mảnh làng Cuông đã có từ bao giờ. Chỉ biết rằng tại nơi đây, mỗi khi nông nhàn, hình ảnh những bó nứa thẳng tắp, tiếng tách nứa, tiếng những con chỉ lách cách đã trở nên rất quen thuộc, thân thường. Mảnh làng Cuông hoàn toàn làm thủ công. Trong từng công đoạn, từ nguyên liệu tới đan mảnh, sơn mảnh đều được người dân nơi đây lựa chọn kỹ lưỡng. Để làm ra được cái sản phẩm mà tốt để được lâu dài ấy, thì vùng nứa của Thái Nguyên nó nhẹ mà nó lại dễ làm, xong rồi nó lại còn không mọt. Thế chúng tôi cứ dành riêng lấy cái nứa cho nó dễ làm. Là nghề truyền thống của quê hương, thế nhưng trước sự phát triển của xã hội, nghề làm mảnh đang dần mai một trước áp lực kinh tế. Tại làng Cuông, nghề làm mảnh hiện nay chỉ còn được duy trì bởi những người già và trẻ nhỏ. Cuộc sống bây giờ phát triển thì các cháu nó cũng đa phần nó ra ngoài nó làm ăn nó dễ hơn, còn thật thà mà nói là những này chỉ những người chung chung tuổi già rồi thì vẫn là theo nghề để giữ làng nghề truyền thống thôi ạ. Ngày xưa thì nhà chúng tôi làm phải nói 100% các hộ đều làm, xong do cơ chế thị trường cũng như là công nghiệp phát triển thì bây giờ còn 50%.
số lượng là gia đình thực tế trực tiếp làm. Thì bây giờ cái đang ở trong cái tình trạng làm là nhỏ lẻ. Cái quy mô thì phụ thuộc vào từng kinh tế, tiềm năng kinh tế của từng gia đình. Đứng trước nguy cơ mất dần nghề làm mành truyền thống, chính quyền xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đã có những kế hoạch nhằm giúp người dân nơi đây khôi phục và phát triển lại nghề truyền thống. Chúng tôi cũng có hướng để người dân đầu tư máy móc vào một số khâu sản xuất để đỡ cái sức lao động của người dân và nâng cao thu nhập. Định hướng của địa phương cũng sẽ là phát triển làng nghề thôn Đa Quang thành một cái điểm du lịch trải nghiệm, vừa để giữ gìn nghề truyền thống của địa phương, thế và cũng vừa để quảng bá cái nét văn hóa đến với khách du lịch. Với niềm yêu nghề, trăn trở giữ nghề của người dân thôn Đa Quang cùng sự quyết tâm của chính quyền địa phương, hy vọng trong thời gian tới, nghề làm mành làng Cuông sẽ có những bước phát triển mới, nâng cao hiệu quả kinh tế từ làm nghề, đồng thời có phần tôn vinh giá trị văn hóa của sản phẩm mành làng Cuông tới du khách. Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong những năm qua, chị Lê Thị Lý, thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang đã luôn nhiệt tình, năng nổ trong các công tác xã hội ở địa phương và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến với mọi người. Chị Lý có nhiều năm giữ vai trò là bí thư chi đoàn của thôn Như Phượng Thượng và ban chấp hành đoàn xã Long Hưng. Hiện nay, chị không còn tham gia công tác đoàn, nhưng chị vẫn hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên và hội phụ nữ và các đoàn thể của địa phương phát động. Ở bất kỳ một vị trí nào thì đối với đồng chí Lý cũng là một đồng chí là đoàn viên, là một đồng chí là hội viên của chi hội phụ nữ, là hoạt động rất là hăng say, tích cực và là sôi nổi, mà có cái đóng góp rất là tích cực cho phong trào của địa phương. Không chỉ là một người luôn nhiệt tình, hăng hái trong các hoạt động xã hội, mà chị Lý còn tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện nhân đạo. Từ năm 2009 tới nay, chị Lý đã tham gia hiến máu được 12 lần, với lượng máu mỗi lần hiến là 350ml. Chị Lý còn vận động những người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu. Việc hiến máu và hiến mô tạng của tôi thì tôi chỉ mong muốn rằng là việc làm nhỏ của tôi cứu được nhiều người và những người cần đến máu, cũng như là sau này không may tôi xảy ra một vấn đề gì đấy thì một phần của cơ thể của tôi còn sống trên cơ thể người khác. Với mong muốn có thể dùng một phần cơ thể của mình để cứu sống người khác, năm 2019, chị Lý đã tham gia đăng ký hiến mô tạng. Chị Lý còn vận động được 5 người cùng tham gia đăng ký hiến mô tạng, trong đó có chị gái và những người thân quen chị. Tôi thấy con gái tôi hiến máu, hiến mô tạng để cứu giúp mọi người. Tôi là một người mẹ, chúng tôi rất ủng hộ cho con tôi. Tôi thấy việc làm nó có nhiều ý nghĩa. Gia đình tôi luôn ủng hộ cho con gái tôi và bản thân tôi cũng hiến máu và các con tôi cũng hiến. Từng là một đoàn viên, là bí thư chi đoàn của thôn và bây giờ cũng đang là đoàn viên của thôn, thì đồng chí rất nhiệt tình tham gia trong tất cả các hoạt động phong trào tình nguyện của địa phương, như công tác hiến máu, nhân đạo, công tác từ thiện và cũng như là công tác hiến mô tạng. Cái việc làm của đồng chí Lý là cũng đã giúp lan tỏa tới các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, và nhờ có những tấm gương như đồng chí Lý thì mỗi khi vận động tham gia chương trình hiến máu thì chúng tôi cũng đạt được rất nhiều kết quả là tích cực. Từ những việc làm ý nghĩa và nhân văn của mình, chị Lý đã lan tỏa được những nghĩa cử cao đẹp đến với mọi người, được mọi người quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng, từ đó thúc đẩy các hoạt động từ thiện nhân đạo của địa phương ngày càng phát triển. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.